Hello, xin chào các fan của Marvel và phần còn lại. Sau khi Thor yêu đương và sấm chớp, rồi đến người đàn bà xanh sao trả góp CGI, mang lại nỗi thất vọng và tổn thương cho những con tim đã chót yêu những người sắt, tổ trưởng Mỹ, thì một nhân vật tượng trưng cho đức tính cần cù bù siêng năng, đó là người kiến vừa được tung trailer. Có vẻ như sẽ mang lại niềm vui cho vũ trụ Marvel đang vô cùng hổ lốn. Anh em có hype không? Nếu phấn khích quá thì hãy ngồi xuống đây để tôi phân tích thử. Trailer mở đầu với ca khúc Goodbye Yellow Brick Road của Elton John. Nếu ngó qua phần lyric của bài hát, chúng ta sẽ phần nào cảm thấy được ẩn ý của nó liên quan đến bộ phim. Nó có thể là sự háo hức của Scotland khi được quay trở lại cuộc sống bình thường sau cú blip thế kỷ. Nhưng nhiều giả thuyết cho rằng bài hát liên hệ nhiều hơn đến nhân vật phản diện chính của Multiverse Saga, Kang the Conqueror, kẻ mà chúng ta sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Quay lại với Scott, có vẻ như sau khi cùng Avenger đánh bại Thanos, anh đã bắt đầu nhận được sự công nhận của công chúng. Bằng chứng là khuôn mặt tung tăng trên phố này. Có ai còn nhớ người kiến từng là tội phạm và phải làm ở hàng kem không ạ? Và nhờ danh tiếng đánh bại khoai tím mà giờ anh đã trở thành vua kem, nhân viên của thế kỷ. Được trao bởi chính ông boss ngày xưa khinh anh như kiến. Chỉ có điều anh lại bị nhận nhầm là người nhện. Điều này thật sự là một cú nhầm mang hơi hướng hóm hình châm biếm. Hay đó còn là cách mà Marvel nhả hin cho fan hâm mộ. Hãy cùng kết nối các dữ liệu để dự đoán thử xem người nhện sẽ trở lại với MCU. Chúng ta đều biết hoặc không biết rằng dự án Spider-Man No Way Home là dự án cuối cùng mà người nhện Tom Holland xuất hiện trong đa vũ trụ Marvel, vì đáo hạn hợp đồng và bản quyền trở lại với nhà Sony. Nhưng theo những phát biểu không mời lắm của Sony về số phận của người nhện thì có vẻ họ vẫn muốn người nhện tiếp tục xuất hiện trong đa vũ trụ của Marvel, với Peter Parker sẽ tiếp tục trong vai Tom Holland. Nhắc lại một chút về câu thần chú của Trang trong phần phim nhện gần nhất, chỉ khiến cho tất cả mọi người quên đi Peter Parker là người nhện, chứ không hề xóa đi danh tính người nhện trên toàn thế giới. Nếu nhìn sang thị trường trò chơi điện tử, chúng ta đều thấy có một người nhện da màu là Miles Morales, nên có thể đây sẽ là một nhân vật tiềm năng mà Marvel hoàn toàn có thể đưa vào vũ trụ điện ảnh đồ sộ của mình. Vì nhà chuột dạo này có vẻ khá là thích người da sẫm màu và đồng tính thì phải. Nhưng tạm gác lại chuyện côn trùng, hãy cùng quay trở lại trailer để xem gia đình nhà kiến sẽ đương đầu với những thứ gì. Young Avenger hé lộ và bí ẩn trong thế giới lượng tử. Trong trailer có một phần đoạn Cassie, bình rượu mơ của kiến, nói về việc con người vẫn cần họ giúp đỡ. Đó là lý do chúng con tạo ra thứ này. Vậy chúng con ở đây có thể là ai? Đó khả năng cao là thế hệ Young Avenger mà Marvel đã kỳ công giới thiệu với khán giả. Chúng ta hãy cùng thử dự đoán họ là những ai. Riri Williams, nữ người sắt thiên tài của trái đất 616, người khả năng cao sẽ được giới thiệu trong Black Panther phần 2. Hoặc đó có thể chính là một biến thể khác của Kang the Conqueror, Iron Lad 616. Đây chính là phiên bản người sắt của hắn, người đã thành lập ra nhóm Young Avenger để tiêu diệt chính bản thân mình. Tại sao những cái tên trên đều liên quan đến người sắt? Hãy cùng nhìn vào thiết bị mà Cassie đưa cho mọi người xem. Nhìn nó khá giống lò phản ứng hồ quang từng được gắn lên ngực của người sắt, và viên ngọc màu xanh gây ra mọi chuyện kia. Có thể là thứ năng lượng đặc biệt của thế giới lượng tử. Và Kang biết rằng biến thể thiên tài khoa học của Iron Lad của mình sẽ tạo ra nó, để một cách vô tình giúp hắn có thể thoát ra khỏi đây và bắt đầu một cuộc chinh phạt. Janet sau khi nghe rằng Cassie đã gửi tín hiệu xuống thế giới lượng tử, đã tỏ ra hoảng hốt và yêu cầu cô bé tắt ngay cái thiết bị kia đi. Bà sợ hãi đến vậy liệu có phải chỉ vì sang chấn tâm lý hậu mắc kẹt trong thế giới lượng tử? Hay là bà đã từng đụng độ với Kang, biết được kế hoạch của tên bạo chúa cùng sự nguy hiểm của hắn? Sau khi tất cả bị hút vào thiết bị, có vẻ như đội hình đã bị chia làm hai, với bố con nhà kiến được đưa đến một nơi khác của thế giới lượng tử, có hai lỗ xoáy đang lơ lửng. Khả năng cao đây chính là vòng xoáy thời gian, thứ được Janet cảnh báo trong người kiến phần trước. Vậy từ đây chúng ta có thể đoán rằng thế giới lượng tử có các vòng xoáy thời gian. Khi xuyên không qua đây, chúng ta có thể đến với các cột mốc lịch sử tương lai trong toàn bộ đa vũ trụ. Điều này đưa ta đến một giả thuyết nữa, đó là phải chăng TVA cũng đang có mặt ở đâu đấy trong thế giới lượng tử? Vì nơi này sẽ khiến dòng thời gian bị phân nhánh phức tạp nhất nếu có người muốn tác động đến chúng. Tiếp theo là sự xuất hiện của ba tên chiến binh toan bắt nhà kiến. Về vẻ ngoài thì chúng không có gì đặc biệt, ngoại trừ tên cao to ở giữa với cái thủ nhìn như cái đèn máy chiếu. Đến đây tôi bỗng nhận ra sự tương đồng giữa hắn và Miss Minutes ở TVA trong series Loki. Màu sắc cũng tương con mẹ đồng luôn. Sau đó là phân đoạn Janet nhìn thấy một vật thể gì đó đi ra từ vòng xoáy thời gian và tiến vào thế giới lượng tử. Đây có lẽ chính là quá khứ của Janet. Cho những ai không nhớ thì ở phần trước của người kiến, Janet đã từng mất tích trong thế giới lượng tử, và Hank Pym đã tạo ra hạt Pym để vào thế giới lượng tử để cứu bà ra. Thiết bị bay mà Janet đang nhìn rất chill kia khả năng cao là của Kang. Đây phải chăng là lần đầu tiên họ gặp nhau? Phần tiếp nối của trailer cho ta thấy kiến trúc của một nền văn minh, rất có thể chính là trụ sở của tên bạo chúa Kang. Nhưng hãy để ý kỹ những kiến trúc này, chúng có nét gì đó hao hao thập nhẫn của Shang-Chi và chiếc vòng của Miss Marvel. Phải chăng chúng có một mối liên kết nhất định với nhau? Hoặc cũng có thể đây đều là những công nghệ do Nathaniel Richards, tên thật mọi biến thể của Kang, tạo ra. Bên cạnh nền văn minh, chúng ta còn được chứng kiến quân đội của Kang. Chúng có đồng phục khá giống với boss cuối của mình. Theo như comic thì chúng có vẻ chính là quân đội Pythian. Tại đây có một giả thuyết thú vị nữa, đó là thật ra tất cả những tên lính đang xếp hàng ngăn nắp kia đều là những tên Kang khác nhau. Quan niệm này được củng cố khi ở phân đoạn tiếp theo của trailer, chúng ta thấy người kiến cũng đang chứng kiến rất nhiều biến thể người kiến của mình, với một biến thể khổng lồ bị xé toạc như Reed Richards trong Bác sĩ Trang đa vũ trụ hỗn hào.
Còn mẹ con nhà ông sau đó bước vào một quán bar nhìn rất quái dị. Khả năng cao đây là nơi khi xưa Janet đã ẩn thân khi đối đầu với Kang. Và những người ở đây có thể đều là những người chạy trốn khỏi sự áp bức của tên bạo chúa. Bằng chứng là họ có vẻ ngoài khá dị hợm, nhất là người đàn ông này. Khi ông như đang bị xé ra giống như người thông minh nhất hành tinh. Tiếp theo là sự xuất hiện của Bill Murray trong một nhân vật mới toanh. Nếu search từ khóa người kiến ba, chúng ta sẽ thấy ông đóng vai Kyler. Vậy Kyler là ai? Là không ai cả. Nghĩa là hắn hoàn toàn vô danh, thậm chí là không quan trọng. Nhân vật này từng xuất hiện trong The Incredible Hulk, khả năng cao sẽ hẹo sau khi xuất hiện trong phần phim người kiến mới. Nhưng có một giả thuyết khác nghe thú vị hơn. Đó là Bill thuộc về hội Elders of the Universe, một hội nhóm vô địch vũ trụ bao gồm các thành viên như Collector hay Grandmaster. Nhưng giả thuyết thú vị này có vẻ không khả thi. Và giờ chúng ta sẽ bói Tarot xem nội dung của người kiến 3 sẽ như thế nào và tác động của nó đến tương lai của vũ trụ Marvel. Dự đoán nội dung người kiến 3 và vũ trụ Marvel. Kang the Conqueror được xác định là phản diện lớn nhất của đa vũ trụ lần này. So sánh một chút với Thanos là một Titan với sức mạnh siêu việt, một tên khoai môn khủng khủng bị ám ảnh cưỡng chế, không ai mượn nhưng ngỏ ý muốn cân bằng dân số. Luôn nói đạo lý mỗi khi có cơ hội, thì Kang tên khai sinh là Nathaniel Richard, một nhà khoa học. Xuất thân của hắn thì hơi lằng nhằng như trong phim Predestination. Nôm na là ông Richard này giỏi, tạo ra được thiết bị du hành thời gian. Tự nhiên một ngày chính hắn của tương lai về rủ hắn của hiện tại đi lập nhóm để chinh phạt thế giới. Hắn của hiện tại nghe không thích lắm, thế là lại quay về quá khứ lập đội để tiêu diệt hắn của tương lai. Xong có biến thể của Nathaniel Richard còn về tận thời Ai Cập cổ, làm cả pharaoh nhưng mà bị X-Men đập chết. Một biến thể được kể rõ nhất trong phim là He Who Remains, người đã đăng xuất từ series Loki, khiến dòng thời gian thiêng liêng bị rẽ nhánh trầm trọng. Vậy xin mạn phép tiên đoán rằng người kiến 3 là hành trình Kang thoát ra khỏi thế giới lượng tử với sự giúp đỡ một cách bất đắc dĩ của gia đình nhà kiến ong. Cuộc chiến này sẽ hé lộ khơ khớ câu chuyện nền của tên ác nhân mới và nguyên nhân hắn muốn chinh phạt cả vũ trụ. Người kiến có lẽ sẽ là bại tướng đầu tiên của Kang và mất mạng trong phần phim lần này. Có lẽ anh được chọn bởi vì ngay trong từ Quantum Mania đã chứa từ Ant-Man, và anh là người hùng duy nhất từng tiếp cận và hiểu về thế giới này. Vậy sau khi thoát khỏi thế giới lượng tử, Kang sẽ có những động thái gì tiếp theo? Sau cái chết của He Who Remains, Kang là người nắm giữ và điều khiển Sacred Timeline, dòng thời gian thiêng liêng. Nói một cách đơn giản thì ngay cả sự kiện Thanos búng tay cũng khả năng cao đều là do Kang cho phép nó xảy ra. Hay thậm chí cả sự sản sinh của các Celestial cũng hoàn toàn nằm dưới sự khống chế của hắn. He Who Remains và TVA mà biến thể tốt này được giới thiệu ở series Loki chỉ là một phần quyền năng rất nhỏ mà Nathaniel Richard có thể làm. Với sự đe dọa đó, rất có thể ở cuộc chiến sắp tới sẽ có sự tham gia của các Eternal. Vì cuộc chiến sắp tới không đơn thuần là xung đột của con người nữa, mà là một kẻ khống chế thời gian của cả đa vũ trụ. Vết sẹo ở cuối trailer của Kang, biết đâu đấy hắn đã bị thương sau khi đối đầu với Heat Vision của Icarus ở một mốc thời gian nào đó. Tóm lại sau một Phase 4 toàn chỗ hề với nhân quyền các thứ, Phase 5 của MCU có vẻ sẽ tươi sáng, đáng mong đợi và nhiều drama hơn. Với quyền năng và sự thông thái của mình, Kang sẽ trở thành một trong những tên phản diện đáng nhớ trên màn ảnh rộng. Tương lai của MCU và đa vũ trụ họ tạo ra sẽ rất rối rắm. Những người tưởng chừng đã đăng xuất hoàn toàn có cơ hội quay trở lại vì dòng thời gian thiêng liêng đã bị phá hủy. Điều đó là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, nó sẽ làm giảm giá trị của những sự hy sinh. Mọi người rồi sẽ phát ngấy với cái mô típ chết xong hồi sinh để vắt sữa, giống như kiểu 7 viên ngọc rồng nhưng mà của Mỹ vậy. Nên tôi nghĩ MCU sẽ không đi theo hướng này đâu. MCU của Phase tiếp theo sẽ thực sự bị bội thực về số lượng anh hùng khi các cuộc chiến đang ngày càng liên quan đến nhiều nền văn hóa. Với số lượng quá lớn như vậy, việc đảm bảo chiều sâu cho mỗi anh hùng là nhiệm vụ khó khăn. She-Hulk là một minh chứng không thể nào rõ ràng hơn. Và khi câu chuyện độc lập không đủ hấp dẫn, khán giả sẽ khó mà hào hứng với những cá nhân này khi họ trở thành một đội. Tổng kết lại, Phase 5 của MCU đang khiến cho fan không biết có nên phấn khích hay không. Phản diện có chiều sâu thì cũng lấp ló xuất hiện rồi. Chỉ còn chờ những người anh hùng có tầm ảnh hưởng như là người bàn là hay là đội trưởng Mỹ 2.0 xuất hiện nữa thôi, là lại epic với hype liên tục. Điều này xem chừng hơi khó, vì để xây dựng được một nhân vật như vậy tốn tận 10 năm. Nhưng chúng ta vẫn nên hy vọng, vì biết đâu Marvel đã có những toan tính của riêng mình. Và một lần nữa, tôi Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.